Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Vĩnh Long, đài Bình Dương và đài Trà Vinh. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký, 1 like nha các bạn.